Bài 28. Bảo vệ nguồn nước. Liên hệ thực tế và trả lời. Để bảo vệ nguồn nước, bạn, gia đình và địa phương của bạn nên và không nên làm gì? Bạn cần biết, để bảo vệ nguồn nước, cần giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước, như giếng nước, hồ nước, đường ống dẫn nước, không đục phá ống nước làm cho chất bẩn thấm vào nguồn nước, xây dựng nhà tiêu tự hoại, nhà tiêu hai ngăn để phân không thấm xuống đất và làm ô nhiễm nguồn nước. Nhà tiêu phải làm xa nguồn nước. Cải tạo và bảo vệ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nước mưa. Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung. Hãy vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước.